một người đàn ông Hàn Quốc giàu có, muốn thuê một mảnh đất ở Việt Nam để kinh doanh. Ngay khi anh ta nhìn về tương lai với đầy tham vọng, thì không biết nguy hiểm đã đến. Một chiếc xe đi về phía anh ta. Choi Jong-ki nghĩ đối phương đến đây để thảo luận về công việc kinh doanh với mình. Ai ngờ lại bị bắt lên xe và bị đánh đập dã man. Tên ác nhân Kang Hae-sang trực tiếp rút dao ra rạch mặt Jong-ki và nói rằng anh đã bị bắt cóc. Bên trong một siêu thị ở Hàn Quốc, một tên cướp có vũ khí đang hoành hoang làm càn. Cảnh sát bao vây xung quanh mà không dám làm gì. Lúc này chú Ma bình tĩnh đi tới. Sau khi chú nhìn vào tình hình ở cửa, liền đi thẳng đến cửa sau của siêu thị, bảo các đồng đội thu hút sự chú ý trước cửa. Chú nhanh chóng nhìn thấy hai con tin khác bên trong. Để không làm hại con tin, chú muốn lén lút tấn công. Tuy nhiên vì vóc dáng quá bé nhỏ nên lại vô tình làm đổ kệ. Giờ muốn đánh lén cũng không được rồi, chỉ có thể mạnh mẽ đối mặt. Chú Ma bước đến chỗ tên cướp và thuyết phục hắn bỏ con dao xuống. Nhưng đối phương không biết tốt xấu gì, dám khoa tay múa chân với chú Ma. Thế là bị chú đánh cho sấp mặt lồng hết ra oai. Mày làm sao? Thích dọa nạt người khác à? Để tao chọc vào đít cho chừa. Sau đó, chú Ma định đưa hắn ra xe. Nhưng đối phương chết không biết hối cải, lại dám cắn chú một cái. Chú Ma lập tức đấm yêu cho hắn vỡ mồm, khiến hắn bất tỉnh nhân sự luôn. Người dân bên ngoài vỗ tay chụp ảnh. Không ngờ bức ảnh này lại lên trang nhất cảnh sát bạo lực. Nhưng chú không thèm quan tâm đến nó. Chuyện thường ngày ở huyện rồi. Lúc này, đội trưởng Iman bước vào với vẻ mặt ủ rũ, cho biết một trong ba tên cướp tiệm trang sức ở quận Gazibong đã trốn sang Việt Nam và vừa đến đầu thú ở đại sứ quán. Lần này chú Ma và Iman sẽ phải sang Việt Nam dẫn độ hắn về nước. Thế là cả hai thanh tra cùng nhau lên đường đi làm nhiệm vụ. Người của lãnh sự quán Hàn Quốc đến đón họ, sau đó dắt họ đi nhậu tại một quán ăn trong khu ẩm thực ở Sài Gòn. Vừa đặt đít, chú Ma nhanh chóng phát hiện ra ba tên xăm trổ Hàn Quốc bên cạnh. Bọn chúng vừa nhìn là chú Ma, vội vàng lấy ma tóe và tiền trên bàn rồi rời đi. Rõ ràng là chúng đang bán ma tóe công khai. Chú Ma còn muốn tiến lên quản một chút. Iman vội vàng bảo chú khiêm tốn một chút. Đây là ở Việt Nam, đừng xen vào việc của người khác. Lúc này, chú Ma tình cờ gặp lại người quen cũ tên là Jun. Qua lời kể của Jun thì xã hội đen Hàn Quốc đến đây rất nhiều. Chúng luôn thủ súng và dao dựa trên người. Cảnh sát Hàn ở đây chả có quyền lực gì đâu. Ngày hôm sau hai người đến đại sứ quán Hàn Quốc. Chú Ma rất tò mò. Rõ ràng nghi phạm đang trốn rất kỹ kia mà, tại sao lại tự thú? Jung Hun nói rằng mình thấy áy náy nên muốn về nước để chịu tội. Nghe là biết bốc phét rồi. Sao lại cứ muốn chú Ma phải vận động vậy ta? Phải đái ra quần mới chịu nói thật đúng không? Xếp che hộ em cái máy quay, để em hỏi thăm thằng này một tí. Sau đó chú Ma đè Jung Hun lên bàn. Chỉ thiếu chút nữa là kéo đứt cái tai của hắn ra. Thấy hắn vẫn không khai, chú lại nhẹ nhàng nện từng đấm xuống mặt bàn. Đấm này mà nện vào mặt thì mấy mà đắp chiếu. Thế là hắn sợ quá khai ra nơi ở của đồng bọn. Hai người theo địa chỉ đi đến một căn nhà. Chú Ma lịch sự vật đứt tay nắm cửa của người ta. Trong nhà lúc này là một mớ hỗn độn, còn tên đồng bọn thì đã hẹo được mấy ngày nay rồi. Chú Ma giận dữ trở lại đại sứ quán, lôi đầu Jung Hun dậy hỏi chuyện. Chú cho rằng tên này lừa mình, vì thế đòi đuổi hắn đi. Tao có rảnh háng đâu mà dẫn mày về nước tốn công. Nhưng khi Jung Hun biết được đồng bọn đã chết thì sợ lắm. Rõ ràng đồng bọn của hắn đã bị diệt khẩu, hắn chắc chắn sẽ là đứa tiếp theo. Nhưng mà ở cạnh chú Ma có vẻ cũng không an toàn là mấy nhỉ. Sau đó, Jung Hun rốt cuộc cũng nói ra lý do tự thú. Hóa ra, ba người họ cùng với Hae Sang lên kế hoạch bắt cóc Jong-ki ở đầu phim. Tuy nhiên, họ chỉ tìm thấy vài chục triệu từ người của anh ta. Căn bản không đủ để mấy người chia chác. Nội bộ lập tức xảy ra mâu thuẫn. Lợi dụng bọn bắt cóc đang đấu võ mồm, Jong-ki mở cửa xe chạy ra ngoài. Ba người nhóm Jung Hun tức tốc đuổi theo. Tức giận, Hae Sang dùng dao chém chết Jong-ki, khiến ba người Jung Hun sợ hãi choáng váng. Ki-baek tức giận mắng chửi Hae Sang. Thế là đàn em của Hae Sang bất ngờ xử Ki-baek ngay tại chỗ. Hai người còn lại không dám lên tiếng nữa. Sau đó, Hae Sang dẫn hai thằng về nơi ở của mình, bắt cả hai tự tay đào hố chôn hai cái xác trong sân. Còn đàn em của hắn đã đến nơi người đàn ông kia ở, lục được thêm một mớ tiền mặt và đống vàng. Tuy nhiên Hae Sang không hài lòng. Hắn nghĩ bố thằng kia giàu mà, tội gì không kiếm thêm một ít. Sau đó hắn cắt một cánh tay của Jong-ki, chụp ảnh lại và gửi cho ông Choi, bố của Jong-ki, đòi 500.000 won tiền chuộc con. Mà lúc này, Jung Hun và đồng bọn cũng nhân cơ hội trốn luôn. Jung Hun nghĩ cách duy nhất có thể cứu mạng mình chính là thụ án ở Hàn Quốc, nên mới tự nộp mình. Giờ lại biết tin đồng bọn đã chết, hắn sợ lắm. Năn nỉ chú Ma cho em về Hàn đi anh ơi. Chú Ma muốn điều tra vụ án nhưng không có quyền hạn, mà công an địa phương cũng từ chối hợp tác cùng. Dù vậy cũng không ngăn cản được chú muốn tóm tên sát nhân này. Sau khi có được địa chỉ, họ và người của đại sứ quán đã đến ngôi nhà đó. Ba người đào bới trong sân cả buổi sáng, quả nhiên đã đào lên được xác chết. Điều này xác nhận tên Jung Hun không nói láo. Rất nhanh, công an và phóng viên cũng đến hiện trường. Do tính chất nghiêm trọng của vụ việc, các phương tiện truyền thông đua nhau đưa tin. Sau đó, chú Ma gọi cho người bạn của mình hỏi thăm một số chuyện. Ông ta cho chú biết ông Choi, bố của Jong-ki cũng đang đi tìm Hae Sang. Ông Choi chính là một ông trùm xã hội đen Hàn Quốc. Đang nói chuyện thì công an Việt Nam đi đến, nói họ sẽ tiếp quản chuyện này và đề nghị thanh tra Hàn Quốc rời khỏi hiện trường. Bên này, ông Choi vì báo thù cho con trai, đã phái một nhóm sát thủ đi truy sát Hae Sang. Sát thủ đã phát hiện một số lượng lớn tiền chuộc trong tủ quần áo tại nơi ở của hắn.
Lúc này, chú ma cũng dựa theo địa chỉ người bạn đưa cho, đến tìm một tên xã hội đen tên Jadu trong sòng bạc ở Việt Nam. Bọn ở đây còn tưởng chú ma tới gây sự, định ra oai một tí. Kết quả bị chú ma nắm đầu đánh cho sấp mặt. Hai bên lập tức lao vào bục nhau. À nhưng mà chỉ có chú ma bục thôi. Chứ tát một phát ngất luôn thế này thì bố thằng nào dám lại gần. Lúc này Jadu oai như góc cầm khẩu súng đi ra. Không ngờ bị chú ma nhanh như chớp cướp đi. U là trời anh coi nè. Nó chơi súng thật đạn thật luôn mới ghê. Chú ma cầm khẩu súng khè đám côn đồ khiến chúng ôm đầu ngồi im hết cả. Sau khi tra hỏi, Jadu khai hắn đã cử một sát thủ đi tìm nhà của He Sang. Mà theo điều tra của đồng đội ở Hàn thì ông Choi không báo con trai mất tích. Vì thế chú ma đoán ông ta muốn tự tay báo thù cho con trai. Điều đó có nghĩa đang có người ở nhà chờ He Sang trở về. Nhưng He Sang rất thận trọng. Hắn nhìn thấy tàn thuốc còn cháy trên mặt đất thì ngay lập tức cảnh giác. Tuy nhiên hắn lại không chạy trốn mà là đi vào nhà. Đám sát thủ cũng lăm le chờ đợi. He Sang vào phòng tắm và đóng cửa lại. Hai tên sát thủ lặng lẽ đi tới cửa. Ngay khi một sát thủ cẩn thận mở cửa, đã bị He Sang mạnh mẽ kéo vào. Trong phòng lập tức truyền đến tiếng hét thảm thiết. Khi không còn tiếng động, He Sang mới bước ra. Đàn em của hắn cũng xông vào. Hai bên bắt đầu lao vào giao cấu. He Sang phải nói là một tên cực kỳ máu lạnh. Hắn ra tay vô cùng dứt khoát, nện vào đối thủ không thương tiếc. Rất nhanh đã thuận lợi giải quyết sát thủ trước mặt. Chỉ còn lại tên cầm đầu đang còn ngấp ngoài. He Sang mở tủ quần áo, phát hiện ra tiền chuộc đã biến mất. Thế là hắn điên tiết đâm một nhát vào bụng tên cầm đầu. Tra hỏi tung tích chỗ tiền. Đối phương nói cho hắn biết tiền đã được chuyển cho ông Choi ở Hàn Quốc. He Sang liền dùng điện thoại của hắn gọi cho ông Choi. Nếu ông không trả lại chỗ tiền, thì đích thân hắn sẽ về Hàn xin tạm cái đầu của ông. Tuy nhiên ông Choi căn bản không sợ, trực tiếp cúp máy. Hành động này đã hoàn toàn chọc giận He Sang. Khi hai người chú ma tới nơi này, trận chiến đã kết thúc từ lâu. Họ nghĩ He Sang đã rời đi rồi. Đúng lúc Iman tìm thấy một hộ chiếu, biết được thân phận của He Sang, thì bất ngờ He Sang lao vào trong nhà, một nhát dao chém vào vai Iman. Chú ma lập tức xông tới, ôm lấy hắn ném vào tủ quần áo. Tên đàn em từ phía sau cầm dao dựa đánh lén, nhưng chú ma dễ dàng tránh né. Tuy bọn chúng hung hăng là thế, nhưng chú ma cứ như cục tạ di động, đấm cho hai thằng ăn hành ngập mồm. Iman gượng dậy lấy súng ra đe dọa. Chú ma vội đuổi theo, xông thẳng lên đánh ngã He Sang. Nhưng tên đàn em lại từ phía sau siết chặt cổ chú ma, cho He Sang thời gian trốn thoát. Sau khi đắn đo một lát, hắn quyết định bỏ lại đàn em rồi chạy trước. Khi chú ma xử xong tên đàn em đuổi ra ngoài thì đã mất dấu hắn rồi. Sau đó, chú ma đã đưa Iman đến bệnh viện để điều trị. Phía Hàn Quốc cũng đã điều tra ra tội ác của He Sang. Có 4 vụ bắt cóc giết người liên quan đến hắn. Mà lúc này người của đại sứ quán đến thông báo. Vì những rắc rối họ đã gây ra, nên phía trên quyết định trục xuất hai người về Hàn. Cơ quan chức năng sẽ mang họ ra sân bay ngay trong đêm nay. Họ nhanh chóng kiểm tra video giám sát, phát hiện ra dấu vết của He Sang. Dù sao mục tiêu của hắn là ông Choi, nên chú ma đã đến tang lễ của Jong Ki. Mà bên này, để có thể thuận lợi đòi lại tiền của mình, He Sang thuê 2 sát thủ làm trợ thủ. Hắn cải trang đi theo ông Choi tiến vào thang máy. Chờ cửa thang máy đóng lại, hắn liền xoay người tiết lộ thân phận. Ông Choi có chút kinh ngạc, mà vệ sĩ đi theo ông ta cũng không phải dạng vừa. Hai người đánh nhau trong thang máy ngang tài ngang sức. Ông Choi cầm lấy con dao muốn hỗ trợ, nhưng lại tự làm mình bị thương. Vệ sĩ bóp cổ He Sang nâng lên không trung. Ai ngờ hắn rút dao ra khỏi túi đâm một phát vào cổ vệ sĩ. Hắn nhìn ông Choi bắt đầu ép hỏi tiền ở đâu. Tại bãi đậu xe ở tầng dưới, hai sát thủ mở cửa xe. Bên trong đều là đàn em của ông Choi. Không quá nửa phút đồng hồ, toàn bộ đàn em của ông Choi đều bị giết chết. Cảnh sát cũng nhanh chóng từ camera phát hiện tung tích của 3 người He Sang. Anh ta chạy súng đuổi theo nhưng không kịp. Sau đó, vợ ông Choi nhận được một bưu kiện của He Sang. Bên trong là một ngón tay và một đoạn video. Chú ma phát hiện chỗ trong video là một nhà kho, lập tức triển khai điều tra. Rất nhanh He Sang lại gọi điện, đòi 2 triệu tiền chuộc. Bà Choi cho biết 2 triệu tiền mặt quá nhiều. Bà cần một người lái xe đưa mình đi. He Sang không nghi ngờ gì lập tức đồng ý, nhưng mà ai sẽ là tài xế đây? Nếu cử cảnh sát đi chắc chắn He Sang sẽ nghi ngờ. Nhưng cũng không thể cử một đứa gà mờ đi được. Thế là chú ma quyết định tìm đến Isu. Không còn ai thích hợp hơn hắn nữa. Ngày hôm sau đến thời gian đã thỏa thuận, Isu bỏ 2 triệu tiền mặt vào xe. Cách đó không xa, hai tên sát thủ của He Sang đang theo dõi và báo cáo tình hình cho hắn. Sau khi xác định không có cảnh sát theo dõi, He Sang bảo họ làm theo kế hoạch. Vì biết He Sang rất thận trọng, vì thế cảnh sát đã áp dụng chiến thuật theo dõi luân phiên, dùng nhiều loại xe khác nhau để đi theo. Họ cũng nhanh chóng phát hiện ra một chiếc xe màu trắng cố ý chen vào giữa, chứng tỏ đó là xe của bọn người He Sang. Bên này, một cảnh sát khác dựa vào kết quả tìm kiếm đến một nhà kho để tìm ông Choi, mà cảnh sát ngồi trên xe tải cũng đã nhận ra hai tên sát thủ và gọi điện thông báo cho chú ma. Chú ma ngay lập tức đi theo. Nhưng He Sang rất xảo quyệt, cứ để Isu lái xe vòng quanh. Tại nhà kho, cảnh sát cũng đã phát hiện ra chiếc xe chở ông Choi và tìm thấy ông Choi toàn thân đầy thương tích trong một căn phòng. Ngay khi anh định đưa ông Choi rời đi, He Sang đột nhiên xuất hiện phía sau đâm anh một nhát. Cũng may cảnh sát tiếp viện kịp thời chạy đến. He Sang thấy không ổn vội vàng lái xe bỏ trốn khỏi hiện trường. Hắn thông báo cho đồng bọn có cảnh sát đó, bỏ của chạy lấy người đi. Nhưng bọn chúng lại cho rằng hắn đang đâm sau lưng mình. Vì thế không nghe lời mà tự ý hành động. Chúng trực tiếp chạy lên ép Isu dừng lại.
Isu cũng vô cùng dũng cảm, trực tiếp lùi xe bỏ chạy. Hai bên đuổi nhau đến bãi đậu xe ngầm, mà chiếc xe tải của cảnh sát bị mắc kẹt ở lối vào vì quá cao. Bên này xe của bọn sát thủ không kịp phanh lại, đâm trực diện vào xe đang tới. Lúc này Isu đưa bà Choi chuẩn bị trốn vào trung tâm thương mại, nhưng 2 triệu nặng quá mãi không moi ra được. Đối mặt với sát thủ đuổi theo, Isu bảo bà Choi nhanh chóng chạy đi, còn hắn thì tự mình lái xe bỏ chạy. Chú ma chạy đến, nhanh chóng phát hiện ra chiếc xe tải của cảnh sát, liền vội vàng dẫn người vào trung tâm mua sắm. Tình cờ phát hiện một tên đang định giết bà Choi, anh trực tiếp vặn cổ tay khống chế đối phương lại, rồi đấm cho hắn một cú sấp mặt ngã xuống thang cuốn. Nhưng thang cuốn lại đưa hắn đi lên, thế là lại ăn thêm một đấm nữa của chú ma. Tên sát thủ còn lại cũng đã bị hai cảnh sát khống chế trong hầm. Bên này Isu đang hí hửng chạy trốn với hai trẹo thì bị một chiếc ô tô chạy quá tốc độ đâm phải. Hóa ra là Hê Sang. Không kịp suy nghĩ nhiều, Isu vội vàng cầm vali chui vào một chiếc taxi chạy đi mất. Không lấy được tiền, Hê Sang giận cá chém thớt. Isu mở vali tiền ra, nhìn vào số tiền khổng lồ 2 triệu, biểu hiện hạnh phúc và thỏa mãn đó trực tiếp phơi bày bản chất con người. Ban đêm, Isu tìm đến một chiếc thuyền lậu để chuẩn bị để chạy trốn sang tàu khựa. Nhưng không ngờ đúng lúc này Hê Sang lại xuất hiện. Hóa ra hành tung của Isu đã bị hắn nắm giữ. Isu lấy dao ra khoa tay múa chân với Hê Sang. Nhưng khi nhìn thấy con dao dựa trong tay hắn thì thôi anh ơi em xin hàng. Isu lòng đau như cắt nhường lại vali tiền rồi cong đít chạy mất. Chú ma đã cho phát báo động khẩn về tên tội phạm đang lẩn trốn. Các phương tiện đang bị kiểm tra rất gắt gao. Hê Sang vội vã lên một chiếc xe buýt, chạy trốn một cách công khai. Có điều hơi xui xẻo cho hắn, Isu luôn rình phía sau. Không ăn được thì tao đạp đổ. Hắn lập tức gọi điện thoại nói cho chú ma biết vị trí của Hê Sang. Hê Sang nhìn tiền trước mắt, vui vẻ nghĩ chuyến này thì bay cao bay xa rồi. Nhưng ngay giây sau hắn phải tắt hứng vì chú ma đã chặn đường rồi. Chú ma bình thản bước lên xe, bảo hết hành khách ra khỏi xe. Sau đó chú đóng cửa xe lại. Bây giờ chỉ còn lại hai người họ, và chỉ có một người có thể đứng dậy đi ra ngoài. Hê Sang trực tiếp rút dao dựa ra, còn chú ma thì rút thắt lưng quấn quanh tay. Hai bên không nói nhiều lao vào bụp nhau. Sau nhiều hiệp đấu, cả hai bên đều bị thương, nhưng vết thương của Hê Sang rõ ràng nặng hơn. Hắn căn bản không phải là đối thủ của chú ma. Hắn bị chú ma quăng quật tơi bởi hoa lá, nhưng hắn vẫn cứng lắm không chịu thua, bị đập đầu đến vỡ kính mà còn tỉnh như sáo. Tuy nhiên ngay sau đó thì hắn bị ăn một cú đạp văng ra khỏi xe. Chú ma bình tĩnh xuống xe nắm chặt đầu Hê Sang, đập thẳng vào kính xe. Lúc này Hê Sang đã không dậy nổi, nhưng cái mỏ hỗn vẫn không ngừng mắng chửi. Chú ma thấy thế một quyền đấm cho hắn răng môi lẫn lộn. Sau đó rất đông cảnh sát cũng chạy đến hỗ trợ, và vụ án bắt cóc, giết người xuyên quốc gia này đã được phá thành công. Chú ma vô cùng vui mừng, trên mặt lộ ra nụ cười đã lâu không thấy. Bộ phim Ngoài vòng pháp luật phần 2 cũng kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Xem xong bạn có cảm nghĩ gì? Hãy comment cảm nghĩ của bạn dưới phần bình luận cho mình biết nhé. Hẹn các bạn trong video ngày mai.